xin chào tất cả các anh em. Quá dữ của tôi đang xem cái video clip này. Ai không xem thì không giữ thì anh cũng biết rồi. Hôm nay mình sẽ test cái skin cốc mau công nghệ này. Hy vọng nó sẽ đẹp để anh em có thể trải nghiệm, để dành 10 đá quý để đổi cái skin này. Xin mất, không có đi chung thằng nào hết. Cho tao mất đi Rin xe đắc ơi, cho tao mất đi mày ơi. Tao nói thiệt, cho tao mất đi. Trời ơi, nó khóa mẹ luôn rồi. Ra là vậy. Vậy X4 à, vậy X4 có support được không? Ok, cảm ơn bạn. Ok, đi AD luôn cho rồi. Rồi. Trời ơi, ra van của một ren nó cho anh chúng cái chiếc chết nhá. Đấy, này á, chiêu này. Trời quá dữ. Quá dữ luôn em ơi. Quá tuyệt vời là vị trí của người chơi Hy Nam. Mày quá rồi. Yêu em. DP Quỳnh Châu là gái hả? Không lẽ con trai má? Đấy, thật quá dữ anh em. Con trai nào mà tên DP Quỳnh Châu không? Chết nổi. Và đó ai cũng làm được hả? Yeah. Chết luôn, chết. Mình không biết chơi con đấy, nên mình rất hâm mộ người chơi sát thủ. Đồ quá dữ không? Mày quá không ơi. Ô mẹ hay thế. Hay quá anh ơi. Ok rồi, cân 2 luôn. Quá dữ. Cái nữa. Ôi, bị trúng phát choáng luôn ta. Bỏ đi kia làm gì. Chết rồi. Ôi. Mẹ nó cạp cái chết ngắt luôn. Mẹ tục quen à. Trời, support đâu rồi ông ơi, đi chung đi. Support đừng rời xa em nửa bước. Trời ơi, bắn là thấy tám không? Trời ơi.
chết luôn là quá dữ. Né đi, né đi, né đi. Now. Quá dữ, ồ nhà nó biết quá dữ. Và cuối cùng mình cũng đã test thành công cái skin cốc màu công nghệ này. Cảm ơn các anh em quá dữ của tôi đã theo dõi cái video clip này. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Nếu thấy hay các bạn có thể like và subscribe kênh YouTube. Cảm ơn mọi người. Vì bạn nó nhận muốn quà từ gì? Quá dữ anh em. Quá dữ anh em đã tặng bạn một biểu tượng. Ủa, quá dữ anh em là tôi mà. Ủa cái nick của tôi là quá dữ anh em mà sao tôi lại tự tặng tôi biểu tượng được? Gì à? Cho anh ta à? What the fuck?